Sông ngoại, chương 8. Dung không hiểu tại sao mình lại thốt ra những lời này. Chỉ cảm thấy cuộc đời quá vô nghĩa, đeo đuổi một việc gì cũng chỉ làm trò cười. Dung bước ra khỏi phòng, qua phòng ăn nhìn thấy cha Dung, bỗng có cảm giác căn nhà quá lạnh lùng. Nàng bỏ đi ra phố, lang thang trên đường dài, xe cộ và những người qua lại tấp nập. Dung chẳng buồn để ý, nàng tự hỏi, rồi mình sẽ đi đến đâu? Đầu óc thì trống rỗng, không biết đi đến nơi nào. Còn những con người này, họ qua lại vội vã để làm chi? Nơi góc phố, gã ăn mày già đang ngồi dưới chiếc thao con xin tiền. Dung liền đồng năm cắt vào, lòng tự nghĩ, mình với lão ăn mày chẳng qua là như nhau cả. Lão cần tiền, mình cần tình thương. Chỉ có điều khác nhau là lão được người cho tiền, còn ta lại chẳng ai cho. Đúng ra mình còn đáng thương hơn lão ăn mày này nữa. Cứ lang thang mãi, Dung không hiểu là mình đã đi được bao lâu. Cho đến khi Dung thấy đói thì phố đã lên đèn. Sực nhớ ra từ sáng tới giờ vẫn chưa có miếng cơm trong bụng, sờ lại túi còn được đôi ba đồng bạc, Dung ghé vào quán bên đường ăn một tô mì. Thấy nhà An còn cách không xa, Dung ghé lại. An hết sức ngạc nhiên khi thấy Dung đến chơi. Nàng ngủ chung với mẹ trong ngôi nhà ba gian kiểu Nhật, gồm có phòng khách, phòng ăn và một phòng ngủ, rất vừa dặn cho hai mẹ con chung sống. An dìu Dung vào nhà, chăm chú nhìn bạn. Việc gì xảy ra mà mặt mày thiểu não quá vậy? An hỏi. Không có việc gì cả, mà là chuyện cỏn con, tao cùng em đánh lộn, cha lại bênh vực cho nó. Chuyện như vậy gia đình nào mà không gặp? Phải, chỉ là chuyện cỏn con, Dung thì thầm. An níu lấy tay bạn. Đừng thế Dung, mày còn có cha để rầy la, còn tao thì sao? Mày đừng có an ủi tao. Dung bắt đầu òa lên khóc, đầu gục lên gối An. An dỗ vào vai bạn. Thôi nín đi, đừng khóc nữa. Mày để tao được khóc, tao thèm khóc vô cùng. Dung vừa nói tiếng khóc càng to hơn. An yên lặng ôm lấy bạn, để cho Dung trút tất cả niềm đau thương trong lòng. Cho mãi đến một lúc sau, những giọt nước mắt rơi xuống cổ Dung. Ngẩng đầu lên, An cũng đã khóc từ bao giờ. Dung nín khóc hỏi, tại sao mày lại khóc? Tao muốn khóc vì tao đau khổ hơn mày. Dung thẫn thờ nhìn bạn, dỗ dai nói, thôi mày nín đi, để thôi mẹ mày tưởng hai đứa khùng cả bây giờ. An cũng nín khóc, hai bàn tay siết chặt. Dung và An tựa bên nhau yên lặng. Một lúc Dung nói, An ơi, mày giống chị tao quá. Vậy thì hãy nhận tao làm chị đi. Mày thích tao không? Nhất định là thích. Chị An, em muốn nghe tiếng đàn guitar của chị. An cầm lấy chiếc đàn treo nơi tường, dạo nhẹ khúc nhạc, đoạn hát. Lấy chiếc tiếp in đầy nước mắt, gửi cho dòng nước luân lưu, đưa đến tận nhà anh, để lòng anh rung động. Em đã hỏi đàn én xuôi nam, để biết tin tức của chàng. Đó là tiếng thổn thức của tim em, mong được không sầu như giấc mộng. Tiếng hát vừa dứt, An vẫn đệm những điệu nhạc trời, những giọt nước mắt đã long lanh tròng. Thôi đừng hát chi những lời đó nữa, hãy hát bài ca của chúng mình đi. Bài ca của chúng mình là một sáng tác hợp soạn bởi An và Dung. An viết nhạc, Dung viết lời, cả hai cùng ca. Cuộc đời quá bi thương, tình đời hay ấm lạnh, tương lai sao mù mịt, những giọt nước mắt, những khúc đoạn trường sao quá đau thương. Nhấp chén rượu nồng, đến xứ mộng say, xin đừng bảo tôi điên cuồng. Hôm nay vui đầy, mai lại sầu thương, cuộc đời sao lắm chuyện. Tiếp đến đoạn 2. Góc biển chân trời có bình hội ngộ, than thở tri âm sao khó kiếm. Núi cao ca vang, nước trôi thì thầm, chia sẻ tình sầu của ta. Hôm qua gió lạnh, hôm nay mưa sầu, hợp tan không định trước. Mình hiểu nhau đây, tình thâm khó dứt, xin nguyện bạn Kim Lan. Hết xong cả hai cùng cười to, nói buồn vơi đi, ngày buồn bã đã qua mất. Hai đứa lại cùng hát cùng ca, những nỗi bi thương biến thành niềm vui vẻ. Một lúc sau, An đem cất đàn, Dung đứng dậy. Thôi tao về nghe. Mày hết buồn chưa? An hỏi.
Tao nghĩ kỹ rồi, từ nay về sau tao sẽ để mặc cha tao. Em tao muốn làm gì thì làm, cha không muốn coi tao là con cũng được. Em không nhìn chị là chị cũng không sao. Dung đến kệ lấy giày mang vào, hỏi ngược lại bạn: còn mày thì sao? Hết buồn chưa? Hết nhớ lão Tự chưa? Cũng như mày, tao cũng không hiểu nữa. Rời khỏi nhà An, trời đã vào đêm. Những cánh sao giăng đầy trời lấp lánh, ánh trăng lưỡi liềm cô độc trên không. Gió đêm thổi về mang ý lạnh. Dung kéo cao cổ áo, đạp trên bóng trăng trở về nhà. Những bước chân ngập ngừng do dự. Phải chi có một nơi nào khác để đến thì Dung sẽ không thèm trở về nữa. Nhưng quả là tiếc thật. Đến nhà, Nhật mở cửa. Dung lẳng lặng vào nhà. Ngang qua phòng khách thấy cha đang ngồi viết lách. Dung không mạn hỏi, lên giường nằm. Tôi sẵn sàng dâng hiến tình thương của tôi cho người, nhưng nếu vấp đổ, tôi cũng sẽ sẵn sàng hận người cha đã chối từ tình thương của con. Thì xin cha đừng ngạc nhiên khi con không còn thương cha nữa. Một tuần lễ trôi qua, Dung vẫn lạnh lùng như pho tượng đá. Thái độ tiêu cực phản kháng đó đã khiến ông Giang ngạc nhiên. Ông cứ tưởng rằng sự giận hờn của con đối với cha mẹ cao lắm chỉ kéo dài một hai ngày, không ngờ Dung lại cứng rắn quá như vậy. Dung trốn tránh không bàn chuyện với cha. Tan trường về, nàng lẳng lặng về phòng, không một lời thăm hỏi. Thái độ đó khiến ông Giang bực mình vô cùng. Con mà không ngó ngàng đến cha thì còn ra thể thống gì nữa? Thái độ của con như vậy đó sao? Một bữa cơm tối, ông Giang nhìn Dung đang ngồi đối diện lẳng lặng dùng cơm, cơn giận trào lên. Ông gọi: Dung. Dung cúi mặt nhìn vào chén không trả lời. Dung. Ông quát. Lòng Dung dằn co, lý trí kêu gọi. Dung muốn trả lời cha, nhưng bản tính lì lợm lại khóa họng nàng. Mày có nghe tao gọi mày không? Ông Giang giận dữ quá. Nghe rồi, Dung lạnh lùng đáp. Cơn giận sôi sục, ông Giang không thể nén nữa. Bớp, ông vỗ mạnh vào bàn ăn, chén đũa văng tứ tung. Chưa hả giận, ông chụp ngay cái chén ném vào đầu Dung. Dung lì lợm không tránh, cái chén không ném trúng, trượt qua Nhược ngồi bên. Chỉ nghe tiếng khóc to của Nhược, tiếng thét của mẹ. Dung nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Nhược, máu đông lại trong người nàng, hàng ngàn nhát dao như đâm thấu vào tim. Không còn biết gì nữa, Dung đứng chết lặng. Bà Giang mang Nhược vào nhà thương. Dung vẫn đứng đó, không còn cảm giác, không có tư tưởng. Thế giới trước mặt như đã sụp đổ trong lòng nàng.